Hello cả nhà nhá, mình đang đi tuốt lúa đây nhưng mà nó bị lầy mất. Lầy rất sâu nhá. Bánh ăn đợt lấy đi một nửa bánh rồi, bây giờ rất là khó ra nhé. Đang phay phay lúa cả nhà, đang phay lúa, phay được một đợt ít thôi nhưng mà bị lầy mất rồi, chỗ này lún quá. Bây giờ đang cố gắng để cho nó lên nhé nhưng mà thử mấy lần rồi lên không được. Trên này ICK 6.8 đấy cả nhà. Các bác xem video thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ cho mình nha. Bây giờ đang rất là khó này. Bánh này cũng lún đi một ít rồi. Bây giờ anh em mình phải đào bánh này để lún dưới nữa các bạn, lún để vừa cái bánh kia để nó bằng nó mới lên được các bạn. Bây giờ thì một bánh cao một bánh thấp thì chắc lên được rồi. Bắt xem video nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Bánh này mình phải hạ xuống. Đây, cái dạng phai ra đây các bạn. Đây các bạn, cái dạng phai của nó thì cũng rất là to nhưng mà nó bị lún một phần này. Lên thử máy phát là không lên được các bác ạ. Ra thử máy phát rồi nhưng mà bánh này lún sâu quá không lên được. Đây mình kê cả gỗ bên dưới hết rồi nhưng mà vẫn không lên được. Dây này không có tờ nên là hơi khó đây các bạn. Giờ thì mình chủ xe phải gọi thêm một cái xe khác để ra kéo luôn này. Bây giờ khó quá.
Mấy bắt đây thì làm mệt thôi, không lên được. Vừa làm vừa lún sâu thôi. Lún cả nửa bánh rồi nên là rất là khó lên. C này đầu máy hơi nhỏ nên là nó hơi cũng không được mạnh lắm các bác. Mình kê cả mấy cục gỗ này nhưng mà vẫn lên không được. Lún sâu quá. Làm mệt hết rồi mới ra được. Đây các bạn nha, mình làm bây giờ bị lầy, mình làm xong là nó mới tiếp tục đi phay rồi các bạn ạ. Đây. Bây giờ bạn tiếp tục phay tiếp nha. Dưới này nha các bạn nhá, gỗ thì rất nhiều, lún rất là sâu rồi. Còn nhất thì có thể thật đấy, chỉ có dài được chỗ khô rồi. Các bạn nhá, bây giờ thì chào các bạn nhá. Các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ cho mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình.